Uyên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, như thường lệ thì mỗi năm Tô Uyên thường xuyên về Bắc Cali thăm gia đình và thường xuyên xin phép anh Hoàng Tuấn mời anh lên chương trình để mà trước hết là chào hỏi đến quý vị khán thính giả, những quý vị nào xem chương trình Đọc Bó Vẹm của anh Hoàng Tuấn với chú Nguyên Khôi mỗi tuần thì chắc chắn không xa lạ với anh Hoàng Tuấn. Và như là một cái phong tục mỗi năm, Tô Uyên đều mời anh Hoàng Tuấn lên để mà chia sẻ những cái mẫu chuyện vui trong những năm qua, thưa quý vị. Và chúng ta đang vừa mới bước sang năm mới, năm Đinh Dậu. Chúng tôi rất là hân hạnh xin được một lần nữa ngồi tiếp chuyện với anh Hoàng Tuấn và cảm ơn anh rất là nhiều cho cô em gái ngồi kế bên anh để mà được anh kể những cái mẫu chuyện vui trong năm Đinh Dậu này. Hồi nãy thì em trong đầu cứ nghĩ là chúng ta vừa mới năm Mùi bước sang năm Đinh Dậu, nhưng mà anh nhắc em không phải em, năm Mùi qua 2 năm trước rồi, năm vừa rồi đó là năm Thân, năm Kỷ. Em không ngờ là sau thời gian đi quá nhanh. Chào anh khỏe không? Cảm ơn Tô Uyên, xin phép Tô Uyên, Hoàng Tuấn xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Xin đính chính chút xíu, lúc nãy Tô Uyên nói là như một cái phong tục và như một cái lệ, một cái thói quen cho mỗi năm chứ không phải là một cái phong tục. Em nghĩ là một cái tradition cho cái show của em. Nhưng mà mình dùng chữ phong tục thì nó thuộc về phong tục tập quán của tiếng Việt của Tô Uyên giỏi đến nỗi mà sai cũng không biết là mình một sai. Một cái lệ thường đó, một cái lệ thường. It's a tradition every year, right? Nhưng mà thưa anh, em cũng có xin phép anh là bởi vì những người như em đã nói đến tiếng Việt thì quá giỏi đến nỗi mà anh phải sửa lưng em gái. Nhưng mà như những người như tụi em sống ở đây 30 mấy năm, học tiếng Việt thì còn nhỏ, rời Việt Nam đi vượt biên, thì trong những năm gần đây thì có nhiều từ ngữ mà em nghe em không có quen và không hiểu. Thì cái phần 1 chương trình ngày hôm nay, quý vị, thì cho chúng tôi xin được hỏi anh Hoàng Tuấn về chữ nghĩa. Và phần 2 thì sẽ mời anh Hoàng Tuấn gửi đến một số mẫu chuyện vui cho quý khán thính giả. Và nói đến chữ nghĩa, thưa anh, thì em được biết rằng là có những cái từ ngữ chữ nghĩa trước 75 và sau 75 nó rất là khác. Thì xin mời anh Hoàng Tuấn có thể chia sẻ là có những cái chữ nghĩa trước 75 và sau 75 cái ý như thế nào và cái cách xưng hô hay là nói chuyện ra sao, thưa anh? Cảm ơn Tú Uyên. Và thưa quý vị, khi nói về chữ nghĩa thì Hoàng Tuấn không có phải là người học cao hiểu rộng hay là có bằng cấp về vấn đề ngôn ngữ, nhưng mà chúng tôi nói theo cái kinh nghiệm, theo sự hiểu biết hạn hẹp thôi. Thì tôi cũng biết là chữ nghĩa, người ta đã bảo là chữ nó có nghĩa, thì mình phải dùng cho nó đúng chỗ. Bây giờ thì nó có một cái trường hợp nó hơi đáng buồn là sau năm 75, bây giờ có một người ta dùng chữ đó nó hơi tùy tiện, có nghĩa là nó không có đúng chỗ. Yếu tố thứ nhất á, là người ta ảnh hưởng từ vấn đề chính trị từ miền Bắc. Bởi vì ngoài miền Bắc đó, người ta dùng những cái thuật ngữ chính trị quá nhiều trong những cái câu chuyện thường ngày. Những cái thuật ngữ chính trị, tức là những cái chữ nó thuộc về chính trị đó, thì người ta chỉ dùng trong những cái văn kiện hay là trong những cái báo cáo thôi. Chứ còn không thể nào trong cái câu chuyện thường ngày mà người ta lại dùng những cái thuật ngữ chính trị vô trong đời sống thường ngày. Nó không có phù hợp. Nhưng mà tại sao ảnh hưởng như vậy? Theo Hoàng Tuấn là ở ngoài Bắc đó, người ta lúc nào người ta cũng sợ người khác để ý mình, sợ mình bị báo cáo lên công an, cho nên người ta dùng những cái thuật ngữ chính trị rất nhiều trong đời sống thường ngày để chứng tỏ rằng là tôi cũng là người am hiểu chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, tôi cũng am hiểu chính trị, để mà làm một cái vỏ bọc để mà che chở cho mình. Đó là vấn đề thứ nhất. Điều thứ hai thì bây giờ sau này người ta dùng chữ nó hơi tùy tiện, bởi vì giống như trong tiếng Anh á, có những cái chữ người ta gọi là người ta dùng ở ngoài thì nó khác, ta nói chuyện ngoài đường ngoài xá nó khác, nhưng mà khi mà lên trên những phương tiện truyền thông báo chí thì nó khác. Nhưng mà Việt Nam mà bây giờ người ta dùng nó hơi tùy tiện. Có thể lúc đầu một vài người ta nói cho vui, nhưng mà sau này tự nhiên cái chỗ nói vui đó người ta mang cái ngôn ngữ đó vô trong cái dòng ngôn ngữ chính thống của truyền thông. Ví dụ như hai cái chữ mà chúng ta gặp rất nhiều là chữ hoành tráng và chữ ấn tượng. Chữ hoành tráng đó, tức là ta nói về một cái công trình, ví dụ như là Tô Uyên đi qua bên châu Âu, Tô Uyên đi qua bên Ai Cập, người ta thấy người ta có những cái đền đài, người ta xây dựng, người ta nói rất là hoành tráng. Thì từ chỗ đó tự nhiên người ta nói bây giờ một chương trình ca nhạc rất là hoành tráng, một bữa ăn rất là hoành tráng, một cái mặc một bộ đồ cũng hoành tráng, cái gì người ta cũng dùng cho hoành tráng, thành ra nó lạm dụng nên nó không có đúng, thì làm nó mất ý nghĩa của cái chữ đi. Hay là cái chữ ấn tượng cũng vậy nữa,
ấn tượng. Ví dụ như nó, ồ, lần đầu tiên mà tôi gặp cô hay là tôi gặp anh, tôi đã có một cái ấn tượng rất đẹp, hay là cô đã tạo cho tôi một ấn tượng rất mạnh. Ấn tượng nó là một cái danh từ, một cái noun, nhưng người ta dùng là ồ, cái nhà này rất là ấn tượng, nó biến thành trở thành tính từ. Adjective thì nó sai đi, cho nên là người ta dùng nó hơi tùy tiện. Và cái ngôn ngữ tiếng Việt thì mình phải dùng sao cho nó nhẹ nhàng, đúng không? Cho nó trong sáng. Đừng có nặng nề quá. Quá nặng nề, đúng, tôi Uyên nói đúng. À, chính những người Cộng sản người ta cũng thường nói là ông Hồ Chí Minh, là cái người mà người ta tôn thờ đó, nó là phải dùng chữ nghĩa cho nó trong sáng. Nhưng mà thực sự bây giờ anh nói một cái vấn đề đơn giản thôi. Ví dụ như có một cô này cũng vô tình có bên Việt Nam, cô sang, cô mới sang, cô nói chứ, ngày mai đó em muốn tới văn phòng của anh, nhờ anh tư vấn cho em một số vấn đề. Thay vì tôi nói ở tới, nhờ anh giúp cho em có những cái thắc mắc, nhờ tư vấn cho anh một số vấn đề. Thì anh mới hỏi chứ mà ngày mai như vậy thì khoảng mấy giờ thì em có thể đến được? Ồ, có, nó sẽ dao động từ 2 cho đến 3 giờ. Oh my gosh, nó sẽ dao động từ 2 đến 3 giờ. Oh my goodness. À, nhưng mà anh hỏi, nhưng mà anh sẽ gọi cho em hay là em sẽ gọi cho anh để biết? Ồ, anh, có lẽ em sẽ chủ động em gọi cho anh. Thì rất là nặng nề. Thế vì mà nói, ờ, ngày mai em muốn tới văn phòng của anh để có một vài câu hỏi nhờ anh giúp giùm. Rồi có thể khoảng từ 2 cho tới 3 giờ, nhưng mà em sẽ là người gọi cho anh. Rất là đơn giản đúng không? Em sẽ chủ động gọi cho anh, nó sẽ dao động từ 2 đến 3 giờ, và anh nhờ anh tư vấn một số vấn đề. Quá ư là nặng nề đi. Cái đó nó không cần thiết. Và nó không make sense on some level. Đúng rồi. Bây giờ Việt Nam thì người ta có thể người ta thích, dĩ nhiên là suy nghĩ sự tự do, ai muốn nói gì nói, miễn không ai tới ai thôi. Nhưng điều đáng buồn là bây giờ ngay cả những cái phương tiện truyền thông báo chí, một số đài phát thanh và các chương trình ca nhạc đó, người ta cũng dùng những cái ngôn ngữ đó, người ta đưa vô làm mình thấy nó uổng đi. Tiếc đi. Nhưng mà khi mà anh chia sẻ như vậy thì anh có thể cho một số điển hình, một số thí dụ dùng đúng trước 75 và sau 75, khi mà từ trong ngoài Bắc mà đưa vào Nam thì nó cũng là một cái, em gọi là một cái phong trào, bởi vì có nhiều người họ nghĩ cái đó là like a trendy thing, a cool thing to use it, but họ không có hiểu là cái đó nó không có đúng, hay là nó không có make sense để mà dùng. Nhiều khi mình nghĩ cái đó nó sound cool, but it doesn't, it sometimes makes us look stupid, I think. Nó hơi quá đáng. Dạ vâng. Quá đáng. Dạ. Trở lại vấn đề thì khi miền Bắc người ta du nhập vào miền Nam đó, ta dùng rất nhiều những cái từ về chính trị. Dạ. Thì sau này nó cũng giảm bớt đi. Ví dụ ngày xưa nó, ồ, cái vấn đề mà anh vừa nói đó tôi có tiếp thu được phần nào, chứ còn tôi cũng chưa có quán triệt lắm. Ví dụ như là... Thế này em có thể nói là tôi cũng có hiểu được phần nào. Tôi cũng biết, nhưng mà tôi không có hiểu rõ lắm. Dạ. Thì người ta dùng chữ tiếp thu, người ta dùng chữ quán triệt, vân vân. Hay là ví dụ hai người nông dân nói chuyện với nhau thôi. Thì thưa với anh là năm này là vấn đề, cái chuyện mà trồng trọt đó, tôi cũng may mắn là năm này thu hoạch được nhiều. Thì người ta là xin báo cáo anh, vụ mùa năm nay thì được bội thu. Thế tại sao phải báo cáo, đúng không? Cho nên nó quá nặng nề đi. Em cảm thấy mình đang coi phim. Trên màn ảnh hình có thể người ta dùng những cái ngôn ngữ nó more, nó hợp cho... Cái đó nó chỉ thuộc về văn bản giấy tờ dạ thôi. Dạ vâng. Ví dụ như là trong một buổi họp thì cái người cấp dưới báo cáo với cấp trên thì nó đúng. Còn hai người nông dân với nhau thì tại sao phải là báo cáo? Còn bây giờ có một điều đáng buồn nữa là anh nghe trên radio đó, chúng tôi có tư vấn da miễn phí cho quý vị. Tức là những người người ta làm thẩm mỹ đó, thì tới người ta sẽ khám da cho mình, người ta cho ý kiến cho mình. Thì có những nơi người ta nói chúng tôi có khám da miễn phí, hay là chúng tôi sẽ có tham khảo miễn phí cho quý vị. Có một số người thì bảo rằng là chúng tôi sẽ tư vấn da miễn phí cho quý vị. Mình nghe nó rất là buồn cười. Hay là bây giờ cái chữ mà bức xúc đó, thì anh tra từ điển không có, nhưng mà có nói chuyện với học giả Đỗ Thông Minh, thì học giả Đỗ Thông Minh bảo rằng cái chữ bức xúc đó nó có, một cái chữ rất là xưa. Thì bức xúc có nghĩa là một vấn đề mà bức bách, cần phải giải quyết ngay lập tức. Bây giờ tự nhiên người ta dùng cái gì cũng bức xúc. Ví dụ như là anh gặp em anh khó chịu, cô tôi Uyên, cô tôi gặp cô nói nhiều câu làm cho tôi bức xúc lắm. Người dân bị cướp đất, người ta rất là phẫn uất, bị nhà cầm quyền là lấy đất đai của người ta, thì cũng dùng chữ bức xúc. Tức là cái gì người ta cũng dùng chữ bức xúc cả. Cho nên có người nói đùa rằng là tôi rất là bức xúc khi nghe người nào nói tới hai chữ bức xúc. Rất là khó chịu. Rất là khó chịu, phẫn uất, bực bội. Người ta cái gì người ta cũng dùng chữ bức xúc. Nó không có rõ ràng.
Em thắc mắc tự nhiên nói đến ngôn ngữ chữ nghĩa thì trong những năm gần đây thì em cũng học hỏi được một cái câu mà nhiều người họ dùng tám. So bây giờ em hiểu được cái ý nghĩa thì ok, lâu lâu mình nói cho vui, ok, I like to tám every now and then. So kind of makes into. Và em thắc mắc là cái đó nó đến từ đâu vậy anh Hoàng Tuấn? Tám. Theo anh nghĩ là người ta nói tám là người ta, bà tám á, Yes. ví dụ như là mấy bà đó, Nosy, đúng rồi, gossipy, người ta nói hay lắm mấy 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 chuyện. bà nhiều chuyện thì nó mới có bà tám để dùng chữ tám, thì đó ta nói cho nó vui thì được, chứ còn nếu mà mình dùng trong ngôn ngữ chính thống thì nó không hay. Có một điều rất là tế nhị mà Hoàng Tuấn không có đồng ý với một số người dùng cái chữ xin lỗi khi mà tự chụp hình đó, tiếng Mỹ thì gọi là selfie đó, Selfie. thì người ta cứ dùng cái chữ tự sướng, thì Oh. cái chữ đó nó rất là thô, nó rất là thô tục. Bởi vì xin lỗi quý vị, nếu mà dùng cái chữ đó, khi dùng hai cái chữ tự sướng có nghĩa là một người xin lỗi tôi yêu mà xin lỗi quý vị, người ta thỏa mãn cái sinh lý mà không cần có người bạn tình, người ta mới dùng cái chữ đó. Cho nên rất là buồn khi mà lên trên Facebook đó, nhiều cô gái rất là đẹp đi ra phi trường, đi ra chỗ nào đó lấy phone chụp, ồ hôm nay đứng ở phi trường tự sướng một tâm. Đó là cái điều mà ta không 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 nên nói. Và ngay cả Vậy báo chí substitute cho cái chữ thì anh recommend nên dùng cái chữ thì mình tự chụp cho mình một tự tấm hình chụp. thôi, tại sao phải dùng như vậy? Và rất tiếc là báo chí trong nước bây giờ người ta cũng dùng chữ đó, hoặc là những cái, anh có đọc báo, anh với chú Nguyên Khôi đọc báo Vẹm đó, cái những cái chữ mà người ta nói đùa bây giờ tiêu đình báo, ví dụ như nó là cái hoàn cảnh, tức là cái situation của người đó đó, ví dụ hoàn cảnh nó đáng buồn thì ồ anh ấy bây giờ hoàn cảnh lắm, đó là cái It now, doesn't make sense to nó me either, có tức là hoàn cảnh, tức là lâm vô cái hoàn cảnh khốn khó, anh đấy có anh bây giờ hoàn cảnh lắm, hay là ví dụ nhìn người đó có cái tâm trạng mà buồn đó, ồ hôm nay sao anh nhìn có vẻ tâm trạng thế. my gosh. À, thì có thể là có một So số weird. diễn viên người ta nói đùa là nói chuyện ở ngoài, nhưng mà báo chí và những phương tiện truyền thông, và đáng buồn là ngay cả đài phát thanh, đài truyền hình và những cái chương trình ca nhạc ở hải ngoại bây giờ cũng ảnh hưởng như vậy. Em nghĩ cái ảnh hưởng đó nó rất là tệ hại cho văn hóa, cho ngôn ngữ của người Việt Nam. Thì mình cho nên có một lần anh đọc được trên internet là một người người ta nhận được một cái gói quà từ ở Mỹ gửi về mà bọc bằng cái tờ giấy báo đó, thì khi người ta đọc cái tờ báo đó đó, người ta sống lại với kỷ niệm xưa. Chữ nghĩa người ta viết rất là rõ ràng đâu ra đó, không có bức xúc, không có hoành tráng, không có ấn Không có tượng, tự sướng. không có tự sướng, không có tâm tư, tâm trạng, hoàn cảnh gì cả đó. Tức là và ngay cả báo chí Việt Nam bây giờ trong nước cũng là tuổi teen, không cần có những cái không cần phải dùng như vậy. Cho nên trở lại cái chuyện mà ngôn ngữ thì dĩ nhiên theo thời gian nó phải thay đổi, nhưng mà mình thay đổi sao cho nó hay, cho nó đẹp, cho nó đúng. Và theo anh nghĩ rằng là dùng tiếng Việt cho nó trong sáng, nó nhẹ nhàng. Trở lại vấn đề giống như ví dụ như cái cô kia có nói vậy đó, ngày mai em tới nhà anh hỏi ý kiến, anh giúp em một vài vấn đề khoảng từ 2 tới 3 giờ và em sẽ là người gọi cho anh, thay vì tại sao phải nói là em sẽ chủ động và nó sẽ dao động từ bây giờ tư vấn, thì nó quá nặng nề đúng Sounds không? really, yes, anh nói đúng, cái chữ nặng nề rất là đúng. Dạ vâng, thưa quý vị, cảm ơn anh Hoàng Tuấn. Tôi Uyên học được một tí xíu từ văn chương, từ ngôn ngữ tiếng Việt trước và sau 75. Và riêng em phải nghĩ cái đó là một cái điều chúng ta cần phải duy trì, hả anh? Mình phải mình phải duy trì, Cho nó phải giữ trong gìn sáng, cho nó tốt nhẹ đẹp, nhàng. nhẹ nhàng và nó hay nữa, tại bởi vì riêng em thì mặc dù là không có được sống ở Việt Nam lâu, nhưng mà học hỏi từ các anh chị, từ trong gia đình bố mẹ thì em rất là gọi là ngưỡng mộ tiếng Việt trước năm 75 và rất là hãnh diện là bởi vì tiếng Việt của mình rất là phong phú và dồi dào. Nó rõ ràng đâu Và rồi đó. đúng, amazing. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh của SBTN, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.